cá nhân. Vì là tính giờ cá nhân nên các tay đua sẽ phải dựa vào sức mình là chính, chứ không còn sự hỗ trợ của các đồng đội ở xung quanh. Đó là số 40. Chặng 10 của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã diễn ra với nội dung đua cá nhân tính giờ 10 km vòng quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ở chặng đua này, những tay đua mạnh của Việt Nam ở nội dung cá nhân tính giờ như là Trịnh Đức Tâm, Mai Nguyễn Hưng hay Huỳnh Thanh Tùng đều có mặt trong top 5 tay đua có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, người có thành tích tốt nhất lại là một cua rơ nước ngoài, đó là Desirac Roig của đội Byline VDC. Hiện nay, các trọng tài vẫn đang tổng hợp thành tích, nhưng rất có thể sau trạng này, chiếc áo vàng của giải sẽ có chủ nhân mới. Thưa quý vị, bóng rổ đã và đang trở thành môn thể thao lôi cuốn khán giả tại Việt Nam. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, viết tắt là VBA, tạo nên bầu không khí sôi động trên khắp cả ba miền của đất nước. Có nhiều yếu tố để tạo nên sức hút cũng như chất lượng của các trận đấu. Và tất nhiên, bên cạnh những điểm cộng, tôi thấy mặt sân như vậy rất khó chơi. Tôi cũng bị trượt ngã vài lần. Tất cả mọi người, từ các cầu thủ lẫn khán giả đều không thể hài lòng với trận đấu chỉ vì điều đó. Độ bám của mặt sân là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của môn bóng rổ nói chung. Hy vọng vấn đề trên sẽ sớm được giải quyết trong tuần này, vì ngày 16 tháng 9 tới, Hà Nội Buffalo sẽ phải chơi trên sân nhà trước Á quân cùng mùa giải trước là câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Chuyển sang thể thao quốc tế, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Slaven Bilic, hai mùa giải vừa qua West Ham United luôn là một đối thủ đầy cá tính và khó chịu ngay cả với những đội bóng lớn của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Nhưng mọi chuyện đang trở nên xấu đi với West Ham mùa giải này. Ba trận toàn thua ở ba vòng đấu đầu tiên đã đặt Slaven Bilic trước một sức ép rất lớn và cuộc tiếp đón đội bóng mới lên hạng Huddersfield Town được coi là cơ hội để huấn luyện viên người Croatia giữ cho chiếc ghế của mình bớt lung lay hơn. Những pha dứt điểm như thế này khiến huấn luyện viên Slaven Bilic không còn giữ nổi bình tĩnh. Trong ba trận đấu từ đầu giải đến giờ, West Ham United gỡ hòa, thì một chàng Jonathan khác là Caleri cũng đã lấy lại ưu thế dẫn bàn cho đội khách. Chiến thắng của đội bóng áo vàng được khẳng định khi Loic Remy ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 88. Ba điểm đầu tiên của mùa giải giúp La Palmas vừa lên xếp hạng 14, còn Malaga vẫn được áp chót bảng xếp hạng. Nhiều đội bóng lớn tại châu Âu phải đón nhận những kết quả không như mong đợi tại giải vô địch quốc gia cuối tuần qua, mà nguyên nhân chủ yếu là giữ sức để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League. Manchester United là một trong số đó. Dù bị Stoke City cách đứt mạch toàn thắng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn có lý do để tự tin trước cuộc tiếp đón đội bóng vô địch Thụy Sĩ Basel vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Một bầu không khí 2 năm rồi mới trở lại với khu tập luyện Carrington của Manchester United, không khí chuẩn bị cho một trận đấu ở Champions League. Từ sau khi ngài Alex Ferguson giải nghệ, thì việc dự Champions League mới không còn là một điều gì đó nghiễm nhiên nữa. Tất nhiên các cầu thủ Manchester United tin. Chúng tôi bước vào mọi trận đấu ở vòng bảng với chỉ một suy nghĩ duy nhất. Chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi sẽ đến Moscow hay Lisbon cùng với suy nghĩ như vậy. Ở lần gặp nhau gần đây nhất cách đây 6 năm, Manchester United đã thua 1-2 trước Basel. Tuy nhiên đây không phải là nỗi lo quá lớn với đội chủ nhà, khi mà phong độ của Basel những năm gần đây ở Champions League là rất tồi. 10 trận đấu vừa qua tại Champions League, Basel đều không thể thắng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày mai. Giải Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một kỷ lục nhưng đó lại không phải là một kỷ lục vui vẻ gì. Frank De Boer trở thành huấn luyện viên bị sa thải nhanh nhất trong lịch sử giải đấu sau thành tích quá nghèo nàn cùng câu lạc bộ Crystal Palace ở 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian cho bản tin thể thao trưa trên kênh VTV1. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Huấn luyện viên Frank De Boer đã bị câu lạc bộ Crystal Palace